Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào tập chuyện của ngày hôm nay. Hôm nay lại là một tập chuyện rất hay, được kể lại qua lời kể của một anh trai tên là Vũ. Anh trai này á thì giống như là một cái người có căn á, có linh căn. Thành ra đó là đi đâu có âm khí, thậm chí là ma là quỷ, anh cũng có khả năng thấy người ta, nói chuyện với người ta luôn nữa. Bởi vậy anh nói, Đà Lạt là một cái vùng đất rất là giàu linh khí. Anh thì cũng mê đi Đà Lạt nữa. Thành ra là cứ mỗi lần công việc của anh nó không có suôn sẻ, hay là anh bị mệt mỏi trong người gì đó, anh sẽ thường xuyên bắt xe lên Đà Lạt chơi những cái ngày cuối tuần để mà mình hấp thụ cái linh khí cho nó bồi bổ cơ thể của mình, cũng như là thư giãn luôn. Như thường lệ thì mỗi lần mà anh muốn đi, anh sẽ đặt những cái chuyến xe. Anh đi tầm khoảng 11 giờ đêm của thứ sáu á, sáng sớm thứ bảy anh tới, anh chơi thứ bảy nè, chơi chủ nhật luôn, cái tới tối chủ nhật anh về, sáng thứ hai có mặt ở thành phố. Cái lần đó cũng như vậy, anh đặt xe chuyến 11 giờ. Khi mà anh đặt á thì anh nằm ở tầng dưới mà cái hàng ghế giữa, tại vì xe giường nằm đi Đà Lạt mọi người cũng biết mà, nó sẽ có ba hàng ghế vậy nè. Anh nằm một cái hàng giữa. Phía bên tay trái á, là song song với cái giường nằm của anh á, chỗ bên đó là một cái bà cô. Bà cô tầm khoảng năm mươi mấy tuổi rồi. Đó, thì ngay sau cái ghế của bà cô đó có một cái người thanh niên nữa. Anh thanh niên đó cũng chính là con trai của cô đó luôn. Đang nằm tới giữa đêm vậy nè, đang ngủ ngon ơn, xe chạy cũng rất nhanh, tại vì đi ban đêm á. Tự nhiên tất cả mọi người trên xe luôn, ai cũng giật mình chới giới, tại vì cái bà cô mà nằm cái ghế song song với anh á, bà làm gì nè, bà la lên quá trời luôn. Thì bởi vậy là cái anh con trai ngồi ghế phía sau của cổ á, ảnh mới lật đật ảnh đi ra. Anh hỏi, ủa gì mẹ, mẹ gì á? Lúc đó hả, nhìn cái mặt bà không còn giọt máu luôn, hỏi ra làm sao á, thì bà nói là hồi nãy giờ bà đang ngủ á, bà thấy ở ngoài cái cửa kính á, nguyên cái mặt một cái đứa con nít nó ịn vô cái cửa kính vậy nè, mà máu miệng máu mũi của nó trào ra, nó dính lên kiến vậy đó. Bà nhìn thấy vậy đó thì bà sợ quá, bà la làng lên. Nhưng khi mà người ta kiểm tra lại thì đâu có, hình như là hồi nãy giờ bà chỉ mớ thôi. Bởi vậy là những người trên xe ta mới nói, trời ngủ đi cô ơi, đi ba cái đường đèo đi Đà Lạt nữa mà cô nói mấy cái chuyện là thấy ghê quá à. Bây giờ ban đêm xe nó chạy nhanh á, thành ra là cô ngủ mớ hay là cô bị qua mắt vậy đó, thôi cô ngủ đi cô. Người ta nói gì đó, ông tài xế ông cũng la nữa, đi ba cái đường đèo mà nói chuyện ma quỷ là không có nên. Ai cũng không tin. Nhưng mà cái cô đó cổ vẫn khăng khăng là cổ thấy cái đứa nhỏ rõ ràng, chứ không phải là nằm chim bao mộng mị gì hết trơn á. Mặc dầu không ai tin, nhưng anh á, là anh tin cái cô này. Là tại vì khi mà bà la làng lên á, anh quay qua bên tay trái của anh là cái giường nằm của bà, anh thấy liền một cái đứa con nít nó đang ngồi trong cái vách á. Có nghĩa là cái khoảng cách giữa bà với cái cửa kính ở ngoài á, nó ngồi đó mà nó bấu cái bắp tay của bả lại gì nè, nó nắm cái tay của bả ha. Áo quần rách hết trơn mà mình mảy máu me không, tầm khoảng có 6 tuổi hả, y chang như những cái gì bả miêu tả vậy đó. Do mấy người trên xe người ta đâu có thấy, thành ra người ta đâu có tin, chỉ có mình anh thấy thôi, anh mới tin cổ. Anh nhìn thấy nó rồi, nó cũng nhìn anh luôn. Thành ra đó là anh mới nói với nó gì nè, đi ra ngoài đi cho người ta ngủ, ra ngoài này ngồi nè. Nó nghe lời anh thiệt, nó buông cái tay của bả ra, cái nó mới trèo ra cái hàng giữa đó, có nghĩa là cái lối đi giữa cái hàng ghế của anh với lại cái hàng ghế phía bên tay trái của bà cô đó. Nó ngồi ngay chính giữa của hai người luôn, nó ngồi thọ lõ đó gì nè, mà nó gật cái đầu với anh, kiểu như là nó đồng ý ra ngoài này ngồi để yên cho người ta ngủ. Nó ngồi mà nó nhìn thẳng ra ngoài đầu xe nè, cái mặt nó cười á, kiểu như là con nít mà mình chuẩn bị cho nó đồ ăn vậy đó. Vậy là kể từ lúc đó, anh vẫn nằm anh ngủ, nó vẫn ngồi ngay tại cái đường nhỏ đó đó. Vậy là kể từ lúc đó, anh vẫn nằm trên ghế anh ngủ thôi. Anh kéo cái rèm ra vậy nè, để anh coi thằng nhỏ này làm cái gì. Nó vẫn ngồi im như cái bức tượng ở đó, mà chỉ mình anh thấy thôi.
Anh cũng không có dám nói chuyện với nó trong suốt chuyến đi nữa, tại vì sợ nói chuyện mình ên cái mấy người trên xe ta nghĩ mình bị khùng. Tới khoảng 5 giờ 45 phút sáng á, thì xe cũng đã tới được bến xe liên tỉnh Đà Lạt rồi. Tại vì xe á, chạy ban đêm, thành ra là nó chạy nhanh hơn dự kiến. Xuống xe, cái thằng nhỏ này nó cũng xuống theo anh luôn. Tới lúc này thì anh mới nói chuyện được với nó. Anh mới đi ra một cái góc vắng vắng vậy nè. Anh đứng đó anh nói chuyện để mà tránh cái sự chú ý của người ngoài. Anh mới hỏi nó là sao? Con ở đâu? Mà tại sao con lên đây con nhát người ta? Người ta sợ đó. Nó trả lời với anh vậy nè. Nguyên nhà của con á, bị lọt cái xe xuống đèo chết hết rồi. Bây giờ chưa có ai kiếm ra được cái xác hết trơn á. Nhà của con có 4 người. Chạy xe hơi từ Nha Trang lên Đà Lạt để mà chơi. Rồi cái bữa đó ba con lái xe kiểu gì á, ba con lái làm rớt xuống đèo chết luôn. Bây giờ người ta không có kiếm thấy xác. Xác của cha mẹ với em gái con với con á, còn nằm ở dưới đèo dưới á. Cái anh mới hỏi nó giờ con đói không? Đói chứ. Con đói thành ra là con mới lên xe con xin ăn người ta đó. Vậy chứ giờ con thèm gì con nói chú nghe coi. Con muốn ăn bánh ít chay quá. Còn đứa em gái con nữa. Em gái con á, nó thích ăn bánh ít đậu xanh. Anh nghe thì anh thấy thương quá à. Bởi vậy là ráng đợi tới khoảng 5 giờ rưỡi á, ở ngoài chợ mới có người ta mang cái sạp bánh ít ra người ta bán. Anh cũng mua cho nó vậy đó. Mà bánh ít chay nó mới chịu ăn nha. Mua, anh đem ra ngã ba anh để đó. Thì anh thấy là nó kẹp hai cái bánh ít bên hai cái nách của nó vậy nè. Nó nói để con về á, con cho em gái con ăn. Nó đang đợi con ở nhà. Cũng chạy tọt đi, y chang như là những đứa con nít khác vậy thôi. Chỉ khác một chỗ là không ai thấy nó. Người ngợm của nó máu me không hà. Nó cũng cảm ơn nha, con cảm ơn chú nha. Rồi thôi, anh mới đi về khách sạn. Tại vì bữa hôm đó 11 giờ trưa, anh có hẹn coi tử vi giùm cho khách. Anh cũng là một cái người hoạt động về cái lĩnh vực tâm linh đó. Anh có nói thêm, vong hồn em bé này thì anh thấy nó là một cái vong lành, chứ không phải là một cái vong dữ đâu. Nếu mà nó dữ á, tối đêm đó nó đã bắt cái bà đi rồi. Thậm chí á, nó xô luôn nguyên cái xe này cho nó lật luôn nữa. Nhưng nó không có làm cái chuyện đó. Nó chỉ muốn xin đồ ăn cho cả nhà của nó thôi. Bởi vì anh nói á, họ lúc mà còn sống sao á, thì khả năng cao khi mà chết người ta sẽ y chang như vậy. Cho tới khoảng 12 giờ rưỡi trưa, lúc đó anh coi cho khách xong rồi đó. Anh có coi tại một cái quán cà phê, chứ không phải là coi ngay tại khách sạn của anh. Coi xong, anh định là bước ra cái con đường kế bên cái quán cà phê á. Cái con đường đó toàn là cây thông không à. Định là đi ra hóng mát một chút. Anh đi ra thì anh mới ngó thấy một cái gốc cây thông á. Anh thấy có một cái đứa con nít, con trai nha, khoảng 3 tuổi. Nó không có mặc đồ gì hết, nó ngồi đó. Mà kiểu nó đang ngồi mà nó hóng mát lim dim nè. Cái đầu nó gật gù qua lại. Y chang đứa con nít mà mình bỏ nó đó, cái nó đang nằm buồn ngủ gì đó. Anh nhìn, anh biết đâu là người, đâu là ma. Không thể nào một cái đứa em bé 3 tuổi mà nó ngồi y chang như vậy, mà không mặc đồ gì hết, không có cha mẹ gì hết, đó là ma chứ phải là người. Bởi vậy anh mới đi mua cái bánh nhỏ nhỏ này nè. Anh để ngay cái giò của nó đó. Anh để đó. Nó không có ăn, mà nó cũng không có nói gì với anh hết trơn á. Nó mới đưa cái tay của nó chỉ về một hướng vậy nè. Nó nói cứu, cứu, mẹ, mẹ. Nó nói vậy đó. Anh cũng nhìn theo cái hướng mà nó đang chỉ cái tay á. Anh đâu thấy gì đâu. Cái chỗ này cũng vắng người lắm, không có ai hết. Anh không thấy, thành ra là anh mới quay lại chỗ của nó. Anh quay lại, anh thấy phía trước mặt của nó đó có một cái đứa bé gái nữa. Cái đứa bé gái này tầm khoảng 7 tuổi nha. Tóc tai thì nó bù xù hết trơn vậy nè. Mà nó mặc cái áo á, nó choàng cái áo vô là cái áo màu nâu nâu. Con mắt của con nhỏ này nó đỏ ngầu vậy nè. Nó bay, nó lướt trên mặt đất á. Nó lướt tới nó giật cái tay của thằng nhỏ 3 tuổi đang ngồi trước mặt của anh á. Nó nắm tay nhỏ nè, nó lôi đi mất tiêu luôn. Chắc chắn nó thấy được anh, tại vì anh có khả năng thấy được nó. Vậy mà nó không nói không rành, không có nói gì với anh hết trơn nha. Nó nhìn chằm chằm vô mặt của anh vậy nè, nhỏ gái á. Đó, là nó kéo nhỏ đi mất, không nói gì luôn. Anh thấy vậy cái anh cũng về khách sạn của anh. Lúc mà anh về tới khách sạn á, thì anh chưa có lên phòng liền đâu. Anh ngồi ngay tại cái sảnh, anh ngồi đó anh chơi. Anh nói chuyện với cái chị chủ khách sạn này. Tại vì anh lên Đà Lạt chơi Hà Rầm mà, anh cũng quen với chị đó. Chị chủ khách sạn tên là chị Cúc. Đang ngồi nói chuyện gì nè, thì một hồi sau anh thấy một cái chị gái từ trong nhà bước ra nữa. Chị đó tên là chị Mến. Mà cái chị Mến này á, cũng là chị chồng của cái chị Cúc chủ khách sạn luôn. Bà đi ra, cây theo lẽ như bình thường á, bà gặp anh bà sẽ nói chuyện sởi lởi rồi. Nhưng bữa nay bà gặp anh, cái mặt bà nghiêm lắm. Bà nói với anh gì nè, coi cho ta đi.
coi cho tao quẻ đi. Mà bà xè cái bàn tay bà ra vậy nè nghe, ý là bà muốn anh coi bói giùm cho bà đó. Anh nói thì anh cũng không có muốn coi, tại vì đâu phải là khách đặt lịch gì đâu, anh cũng cười cười thôi hà. Nhưng bà mới xà xuống cái bàn anh đang ngồi á, bà xè cái bàn tay bà để ngay trước mặt của anh vậy nè, bà nói coi cho tao quẻ đi. Thì anh cũng coi luôn chứ làm sao, anh coi theo cái khả năng của anh vậy đó. Anh mới nói cho cái chị này nghe một số điều, một số chuyện chuẩn bị xảy ra với cái cuộc đời của chị. Coi xong cái bà mới nói với anh vậy nè. Giỏi lắm á. Bây giờ ta nhận ngươi là huynh đệ nha. Rằm tháng sau lên cái điện của ta chơi. Bà nói chuyện không có được bình thường, đâu phải là chị em gì đâu, mà ta với ngươi là sao. Trong cái lúc mà anh đang suy nghĩ, anh không biết ủa sao cái chị này chỉ nói chuyện gì kỳ vậy ta. Đó thì mới nghe mọi người nói lại á, cái chị mến này, chị cũng là một cái người thầy, chị có căn giống như anh vậy đó. Người mà hồi nãy giờ nói chuyện với anh mà xưng huynh xưng đệ á, không phải là chị mến, mà là một cái người gọi là cậu. Cái cậu này á sẽ nhập vô cái xác của chị mến đó để mà đi hành pháp giúp đời. Ổng nhập vô đây á đã được 20 năm rồi, mà không phải ngày nào cũng nhập nha. Có người tới giúp thì nhờ cậu xuống cậu mới nhập vô. Thiệt ra cái am thờ cậu á lỡ Đồng Nai chứ không phải lỡ Đà Lạt. Nhưng bữa nay nè, cậu nhập vô cái người của chị mến, rồi cậu kêu chị mến lên đây giải giùm cái nghiệp cho một cái người đàn bà. Mà cái người đàn bà đó chính là mẹ của hai cái đứa nhỏ mà anh thấy ngoài gốc cây thông hồi nãy đó. Chị mến mới nói tiếp vậy nè, là cái nữ hồi nãy mới tới đây nè, giờ huynh nhờ đệ tiếp huynh tay nghe, chịu không? Ý là cái người cậu này muốn anh tiếp cậu đó để mà giải nghiệp giùm cho cái người đàn bà kia đó. Mọi chuyện sao mà nó quá trùng hợp, giống như nó tới với anh bằng một cái duyên vậy đó. Thôi thì cái chuyến đi này anh cũng giúp người, sẵn anh giúp đỡ cái trường hợp của cái cô gái này luôn. Không biết người ta đã lớn tuổi hay chưa, nhưng cũng biết là người ta đã có hai đứa con rồi, đứa trai đứa gái hồi nãy anh mới gặp đó. Đúng thiệt luôn, tới khoảng 2 giờ chiều, không biết ai đã giới thiệu cho cái người đàn bà đó tới tìm cái chị mến này nữa, mà từ ở đâu á người ta lên tới Đà Lạt này để mà gặp được cái chị mến. Đó chính là một cái người đàn bà. Cái bà này thì cũng cỡ tuổi trung niên rồi, vô tới đây nhưng mà không có đi được bằng hai cái giò, phải đẩy xe lăn. Hỏi ra làm sao thì bà nói là tôi bị liệt kìa, mà nó liệt từ hai khớp háng của tôi trở xuống á, không có đi đứng gì được hết. Đâu phải liệt tại vì bị té xe hay là bị tai nạn, bị cái gì đâu. Liệt là tại vì hai đứa con của tôi á, nó bẻ lọi cái giò của tôi. Cái chuyện là như vậy đây nè, hồi trước á, lúc mà mới đẻ hai đứa nhỏ ra đó, thì hai vợ chồng cũng khó khăn dữ lắm, ở nhà ở dưới quê lo không có nổi, cho nên là hai vợ chồng quyết định á, là để hai đứa nhỏ nhà cho bà má bà nuôi, bà má ruột tôi á, rồi hai vợ chồng lên Sài Gòn đi làm. Lúc đó đi làm á thì cũng lo cắm đầu cắm cổ làm thôi, cũng gọi điện thoại về nhà nói chuyện với má, nhưng mà đâu phải là ngày nào cũng gọi. Có những bữa đi làm từ sáng tới khuya về mệt gần chết luôn á thì không có gọi. Đụng cái vậy nè, cái bữa đó đó, bà má của tôi bà đổ bệnh, bà bị liệt luôn, bà nằm bà bệnh trong nhà vậy đó, bà nằm luôn, bà đâu có đi đứng gì được. Nhưng tôi với chồng tôi thì đâu có hay biết cái gì, bà con chòm xóm thì người ta cũng ở thưa thưa hà, không có ở gần đông đúc gì đâu. Đó thì đâu có báo cho ai được. Hai đứa nhỏ ở nhà nó cũng còn nhỏ quá đi, không biết làm sao nó cũng kiếm cách nó gọi cho vợ chồng tôi. Mà nó gọi hoài vợ chồng tôi không nghe máy được. Cái lúc đó hình như là cái điện thoại bị hư, hay là do không có cầm cái điện thoại hay là cái gì tôi không có nhớ. Nhưng đại loại là 3-4 ngày trời vợ chồng tôi không có liên lạc về dưới, cho nên đâu có biết ớt giáp gì. Hai đứa nhỏ nó cứ nheo nhóc ở nhà hoài, đâu biết nấu cơm nấu nước gì ăn. Bà ngoại nó còn mạnh giỏi thì bà còn đi chợ nấu cơm nấu nước đồ, nhưng bây giờ bà ngoại bà nằm một chỗ rồi, hai đứa nhỏ đói meo luôn. Tôi kể ra vậy đó mà bây giờ tôi đau lòng muốn chết luôn. 3 ngày trời hai đứa nhỏ không có gì trong bụng hết, nó đói, thành ra nó móc cái này móc cái kia nó ăn. Tới cái ngày thứ 3, gần qua cái ngày thứ 4 rồi, tụi nó kéo ra ngoài cái bờ sông ngoài á, nó kiếm coi có gì không, nó lụm nó ăn đó. Không biết sao mà nó không có nhờ cô chú bác gần đó thì tôi không có biết nữa, tại không có ở nhà. Vậy đó mà trời xui đất khiến sao hai đứa nhỏ lọt xuống sông chết hết trơn. Tới khi mà nổi đầu lên, cái xác nó trồi lên vậy nè, thì bà con người ta biết đó là con của tôi, mới chạy mới điện mới báo tôi về. Thì tôi mới hay, về thì thấy hai đứa con tôi chết nằm đó,
Má tôi bị liệt nằm ở đó, cũng vì cuộc sống mưu sinh thôi chứ tôi đâu có muốn đâu. Rồi cái bà con người ta cũng hùng tiền lợi làm cái đám ma. Lúc mà tôi làm đám ma đó, tôi cũng có nghe cái người thầy đó người ta dặn là hai đứa nhỏ này nó chết còn nhỏ quá đi, thành ra là nó rất là linh, cho nên nó làm phải dán một cái lá bùa ngay tại cái cửa chính nè, dán một cái lá bùa ngay tại cái bàn thờ của hai đứa nhỏ nữa. Nhưng tôi đâu có biết đâu, tới sau này tôi mới biết ra được đó là tại vì tôi dán hai cái lá bùa đó mà làm cho mấy đứa nhỏ con của tôi nó không có về ăn đồ cúng được. Hồi lúc mà trước khi chết nó đã đói rồi, chết cũng đói mà sau khi chết nó cũng đói nữa. Thành ra mấy cái người thầy sau này người ta nói với tôi á, hai đứa con này nè, nó mang cái quán khí nó giận vợ chồng tôi nhiều dữ lắm. Giận là tại sao không lo cho nó đủ đầy, không có cơm ăn, chết bây giờ đói quá trời đói rồi. Nó về nó bẻ lòi cái giò của tôi luôn. Nói xong thì chị Mến mới kêu cái cô Hạnh này nè, là cái người mẹ đó, ngồi xuống đi rồi duỗi thẳng hai cái giò ra. Bắt đầu chị Mến đọc chú. Đọc chú để mà triệu hồn á, có nghĩa là gọi cái ông cậu này về nè, nhập vô cái người của chị Mến để mà hỏi thử coi hai cái đứa nhỏ đó hiện tại đang ở đâu, rồi nó muốn cái gì á mẹ nó. Hai người nói chuyện với nhau tầm khoảng 5 phút thì anh mới ngó con mắt ra ngoài cửa, cái cửa khách sạn này nè, anh thấy hai đứa nhỏ hồi nãy nữa. Cái nhỏ con gái lớn khoảng 7 tuổi nó đang nắm cái tay của con nhỏ vậy nè. Cái mặt của nó nó giận dữ lắm, y chang một cái con cọp chuẩn bị ăn thịt người ta vậy đó. Còn thằng nhỏ thì có vẻ nó hiền hơn, nó chỉ khóc thôi. Nó đứng đó mà nó khóc như nó đang đòi sữa mẹ vậy đó. Cái lạ chị Mến này á, chị mới quay ra chị hỏi với con nhỏ lớn á, muốn cái gì thì vô đây, vô nói chuyện với nữ này nè. Nó vô đó thiếu điều nó muốn cào nát cái mặt của mẹ nó vậy đó. Nó nói tại sao bà bỏ tôi, tại sao bà không cho tôi vô nhà hả, tại sao bà không cúng tôi ăn ta, tại sao bà cấm cửa tôi, không cho hai đứa tôi về nhà. Cái câu nói này á là xuất phát từ cái miệng của chị Mến nha, tại vì cái con bé lớn á nó nhập vô người của chị Mến rồi. Bà Hạnh bà quản dữ lắm, bà nói mẹ nè con, mẹ nè mẹ cái gì, mẹ quần què à, mẹ giờ bỏ tôi hả, không cho tôi vô nhà, không cúng tôi ăn gì hết á, biết tôi đói lắm không. Nó chửi mẹ nó vậy đó. Bà mới khóc, bà nói mẹ xin lỗi con, mẹ đâu có muốn vậy đâu, mẹ đi làm mà chứ mẹ đâu có bỏ con đâu, tại mẹ không biết mà. Khỏi đi, tôi bẻ cái giò bạn vậy á, chưa có đã cái nư của tôi nữa. Nó vừa nói mà nó vừa giãy, nó đập bàn đập ghế đập in chị nè. Anh thấy lúc đó cái chị Hạnh á, bà nhào đầu tới, bà lại cái xác của cái chị Mến gì nè, kiểu là bà lại đứa con gái của bà xin lỗi với nó gì đó, do cái thằng nhỏ nó không có nhập vô. Thành ra anh thấy nó đứng ở đó, nó chỉ khóc thôi, nó đòi mẹ nó. Nó kêu mẹ ơi, nó không biết gì hết, còn riêng con chị của nó mới mang cái thù hận. Nhìn lại cái xác của chị Mến này, hai cái giò bà đỏ hết trơn, tại vì hồi nãy giờ bà dặm giò quá trời luôn mà. Thành ra là anh mới chưởng một cái vô cái lưng của chị Mến gì nè, để đẩy cái vong hồn của cái em bé gái này ra đi, nhập vô hoài. Vừa ra xong là cậu ổng nhập vô cái xác của chị Mến liền. Theo lẽ như người thường là người ta xỉu luôn á, nhưng mà do cái chị Mến này bả hành nghề 20 năm rồi, cho nên là bả cũng không có hề hấn gì hết. Đó thì ông cậu nhập vô xác chị Mến rồi, ông cậu mới nhìn qua phía tay trái để mà nói với nhỏ gái. Nói tới đó là hiểu rồi ha. Thôi bây giờ nè, kể từ bữa nay đi theo ta, rồi ta dẫn đi về núi, có nhà đẹp nè, có bánh ngon, có cơm trắng cá tươi cho ăn nữa, rồi đi học nữa, đừng có quán thù gì hết á. Rồi quay qua nói chuyện với chị Hạnh, là cái chị mẹ đó, giờ biết được cái lỗi của mình chưa, biết được tại sao mà con mình nó hận mình vậy chưa. Thì bà cũng đã biết rồi, bà cũng biết á là tại vợ chồng bà vô tâm quá cho nên hai đứa con của bà mới chết như vậy, thiệt ra cũng đáng thương hơn là đáng trách đó. Nghe như vậy thì cái ông cậu trong người của chị Mến mới nói á, giờ về nhà gỡ hết hai cái lá bùa đó ra nha, xong rồi kêu người nhà chạy ra chợ mua liền 10 cái trứng sống đem về đây đi. Khi mà mua đem về rồi, mới kêu người trong nhà đem luộc 10 cái trứng đó rồi mang ra. Luộc xong, cái chị Mến này nè, chị mới lăn từ cái kẹt hán của cái chị Hạnh này á, lăn từ trên lăn xuống tới cái ngón giò luôn, mà lăn hai cái giò như vậy đó. Một cái trứng á, thì lăn lên lăn xuống 3 lần nè, rồi bắt đầu đổi cái trứng khác, mỗi bên 5 trứng. Đó, thì ông cậu mới nói á, do cái giò này hai đứa nhỏ nó bẻ quá lâu rồi, cho nên là không phải làm trong một ngày một bữa là xong. Bữa nay á, chỉ tới đây thôi ha. Rồi 2 tuần một lần tới chỗ này làm. Làm liên tục trong 6 tháng á, thì nó sẽ khỏi, cái giò sẽ đi lại được. Nghe tới đây, nếu như ai không tin tâm linh thì người ta sẽ nghĩ nó hơi phản khoa học. Tại vì bị liệt
lăn mấy cái trứng gà làm sao có thể cho cái giò đi đứng lại được. Thì chắc có lẽ như là cái chị Hạnh này trước đó cũng đã từng đi khám bệnh rồi, cũng từng đi chữa, đi vật lý trị liệu các kiểu, nhưng mà chắc là không có thành công. Thành ra đi thầy người ta mới nói cái lý do này. Thôi thì bây giờ mình cứ theo cái hình thức tâm linh đi, trong 6 tháng thử coi có đi đứng lại được hay không. Nói tới đó thôi, thì cái ông cậu này ông xuất ra khỏi người của chị Mến. Khoảng 2 phút sau, cái chị Hạnh là chị ngã ra chị nè. Chị Mến mới nói á, đập hết trơn những cái trứng gà này ra đi. Cái người mà đập trứng cũng chính là chị Hạnh nha, cái người mẹ đập nè. Bóp những cái trứng này ra thôi, trứng nào trứng nấy đen thùi lùi như nhau, lòng đỏ, lòng trắng gì đó, nó cũng loang một cái màu đen, giống như mình nhét ba cái sình ở trỏng vậy đó. Cái chị Mến thì chị mới nói, cái màu đen này nè, là cái quán khí của hai đứa nhỏ đó. Bây giờ cái quán khí nó vô tới trong xương, trong tủy của cô luôn rồi. Bởi vậy là phải gỡ trong vòng 6 tháng nó mới hết. Anh nói nha, đó cũng là cái lần đầu tiên mà anh thấy được một cái trứng gà luộc nó đen tới mức độ vậy luôn đó. Khi đó thì anh nhìn ra ngoài cửa cũng không còn thấy hai đứa nhỏ nữa. Nó đi theo ông cậu luôn rồi. Cho tới khoảng 1 năm sau, anh mới lên cái dinh của ông cậu ở Đồng Nai á. Anh lên nó để mà anh thăm. Thăm luôn cái chị Mến này. Tới lúc đó anh lại thấy cái thằng nhỏ. Anh thấy nó có đồ đạc, mặt đàng hoàng nha. Mặt mũi thì hồng hào lắm. Giống như một cái đứa con nít mà mình cho nó ăn kỹ lưỡng vậy đó. Nó nhìn anh nó cười. Thì anh biết nó đã nằm trong cái vòng tay của ông cậu rồi. Ông cậu đang nuôi nấng nó, chờ cái ngày mà cho nó kiểu là đổ trạng nguyên á. Những cái dông nhi mà chết rồi mà được đi siêu thoát, người ta sẽ gọi là đổ trạng rồi đó, kiểu như vậy. Không biết á, thì ở đây đã có ai lúc mà kết thân với những cái người anh em của mình á, từng thề với nhau một cái câu á, là anh em tụi mình mặc dầu hổng sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện sẽ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Có không? Chắc chắn là sẽ có. Mình cứ nghĩ đây là một cái lời thề kiểu như là anh em keo sơn gắn bó, đúng không? Nhưng ở đâu đó trên cái thế giới này vẫn có xảy ra cái trường hợp đó là tụi bay thề đi, rồi tụi bay sẽ chết chung một ngày. Cái câu chuyện xảy ra ở Rạch Giá, Kiên Giang, Duy được gửi lại từ một bạn nữ. Bạn nói cái câu chuyện này nó xảy ra cách đây tầm khoảng 10 năm về trước rồi. Thời điểm đó thì ở cái khu vực của bạn á, đường xá nói chung là nó cũng hẻo lánh lắm, với lại chưa có sửa sang gì hết trơn á, đi đứng cũng hơi khó khăn. Bởi vậy cái chỗ mà nhà bạn buôn bán á, là buôn bán ở một cái mé sông này nè, cho người ta đi ghe đi xuồng người ta dễ mua. Nhà của bạn á, thì ở gần cái chợ tên là chợ Bắc Sơn, buôn bán tạp hóa, bán nước nôi nọ, bán cái gì thì bạn không có nói cụ thể, nhưng bán nhiều đồ dữ lắm. Không biết sao nha, cha mẹ của bạn hồi đó bán đồ á, tin vô cái chuyện mở hàng dữ lắm. Cái người nào mà mở hàng được á là rất muốn người ta qua bữa sau người ta mở hàng tiếp. Chứ còn mà má nào mà mở hàng bị xui á hả, là thôi, không có mong bả mua tiếp. Kệ cho ai mua trước thì mua, bả mua sau cũng được. Nói vui vậy thôi, nhưng cái người mở hàng rất quan trọng nha. À, có cái lần đó, một cái anh trai này, ảnh tới nhà ảnh mua. Mà ảnh mua hồi lúc sáng sớm dữ lắm luôn kìa. Ảnh là cái người mua đồ đầu tiên trong nhà của bạn. Tự nhiên cái bữa hôm đó nghe người ta tới người ta mua y y vậy đó. Ngày đầu cứ tưởng là sự trùng hợp thôi, nhưng qua bữa sau ảnh cũng tới ảnh mua sớm nữa, mua trước vậy đó mà, rồi cũng bán đắt luôn. Bữa nào mà có ảnh mở hàng là sẽ bán đắt, cho nên rất là quý ảnh. Tại vì cái anh này cũng hiền khô à, ảnh cũng rất là tốt bụng nữa, thì thôi kệ, mong ảnh tới mua đồ nhà của mình dữ lắm. Mua riết rồi cái cũng thành quen thành thân luôn vậy đó hả. Cho tới khoảng vài tháng sau, tự nhiên thì không có thấy ảnh tới mở hàng nhà của bạn nữa. Thì mẹ mới nghe trong chợ á, mấy bà đã mới đồn với nhau, ê, biết tài không? Cái thằng mà hay tới nhà của mày mua đồ đó, nó chết rồi, nó đi ghe nó chết rồi đó. Khi đó là nhà bạn chỉ biết chân hửng thôi. Nó trời ơi, sao mà vô thường dữ vậy? Mới thấy đó mà chết đó rồi đó hả? Mà sao chết vậy? Kể tôi nghe coi, thấy thương quá à. Đâu có đi đám ma gì, tại vì người ta cũng đâu phải là bà con họ hàng với mình đâu. Trùng hợp làm sao? Một cái người bạn hàng bán đồ chung với mẹ của bạn á, cái chị đó cũng chính là chị gái ruột của cái anh tài này luôn nè. Bà khóc quá trời, bà nói trời ơi, thằng em của tôi hồi đó giờ nó hiện như cục đất vậy đó. Ai sai cái gì là làm cái đó hả? Giờ chết thấy uổng, thấy tội nghiệp quá. Tối ngày thì chỉ đi ghe, đi xuồng, bắt cá, bắt mắm này nọ. Lâu lâu có đi theo ghe biển của người ta nữa. Sống ở sông nước này mà không lẽ nó không biết bơi. Vậy đó, mà cuối cùng nó chết vì cái sông này nè, chết nước. Chuyện là hồi mới qua Tết nè, ở trong xóm nhà của tôi có cái đám ma. Mà đám ma đó là đám ma cũng của bà con xa nữa. Cái người bà con đó người ta là người Khmer. Đó.
Thành ra là khi giữ đám ma xong, người ta mới mang cái xác này đi thiêu. Người Khmer đa số là người ta thiêu không à, thiêu tại những cái đài hỏa táng ở trong những cái ngôi chùa Khmer đó. Thiền tài em tôi nó cũng đi theo để mà đưa tiễn người ta. Nó là cái dạng giả lả, ai nó nói chuyện cũng được hết trơn á. Nó đi nó hòa vô cái dòng người vậy đó, thì nó nói chuyện vui chơi với người ta thôi. Lúc mà nó bắt chuyện với người này người kia đó, thì nó mới nói chuyện với một cái ông đàn ông, kiểu như hỏi thiêu xong rồi mình làm gì nữa, kiểu như vậy đó. Khi đó thì nó mới thấy ổng cầm trên tay cái bánh bao gì nè, nó cũng đang đói bụng nữa, kiểu như là chân chết mà. Ổng mới hỏi, ê ăn bánh bao không, tôi cho ăn cái nè, đi đám nãy giờ đưa tiễn mệt thì hả, ăn đi. Nó cũng tình thiệt, nó lấy cái bánh bao này nó ăn vô luôn. Nhưng sau này mới biết ra được á, cái bánh bao đó nó có bùa ở trong, là tại vì cái ông nội kia ổng thử bùa, ổng làm bùa để mà ổng đi thư người ta, ổng mới lấy cái bùa mà ổng mới vừa làm đó, ổng nhét vô cái bánh bao này, ổng cho thằng này ăn thử coi thằng này có bị dính bùa hay không. Nếu bị dính bùa là coi như nó đã trở thành cái con chuột bạch thử mồi cho ổng rồi. Nhưng mà thằng tài nó đâu có biết, nó cũng ăn ngon ơn à. Ông đó với nó thì cũng đâu có dính dáng gì đâu. Đi đám ma về nhiều khi á, nó không biết ổng là ai, quên mặt mẹ nó rồi. Đi đám ma về rồi mới được có hai bữa, nó nằm ngủ sáng ngày thức dậy cái bụng nó căng phình lên như là đàn bà có chữa 10 tháng vậy đó. Y a y ạch gì nè, đâu có đi đứng gì nổi đâu. Nó rất là mệt mà đau dữ lắm. Quá là bất ngờ, đi khám bệnh cũng không có ra gì hết trơn á. Mà tay chân nó ốm nhách ốm nheo gì nè, nó teo lại chỉ có cái bụng là phình ra thôi. Khám ra thì cũng không phải là sơ gan củ chướng gì hết trơn á, nó kỳ lắm luôn kìa. Thành ra mới dẫn đi coi thầy. Tới chỗ của cái bà thầy này á, thì bà nói nó ăn phải cái bùa của người Khmer rồi. Mà cái bùa này là cái bùa mà người ta đang thử, có nghĩa là người ta không phải thư ếm nó, người ta chỉ cho nó ăn thử coi cái bùa này có tác dụng hay không. Bây giờ có tác dụng rồi nè. Khi mà cái bà thầy này bà nói á, thiền tài em tôi nó mới nhớ lại cái chuyện mấy bữa trước đi đám ma đó, nó ăn cái bánh bao của cái ông đó. Bây giờ muốn kiếm ổng lại cũng không được nữa, tại đâu có nhớ mặt của ổng đâu. Trong cái lần đó, bà thầy bà cũng giải giùm cho ông Tài luôn, cho nó uống ba cái thuốc của bà đó. Đi về thì cái bụng nó cũng xẹp, xẹp xẹp từ từ nha, có da có thịt lại, thì cứ tưởng đâu là đã ổn rồi, hết rồi. Đó, nó mới nghe người ta kêu á, giờ đi ghe biển tiếp người ta đi. Nó cũng biết bơi, cũng đã từng đi ghe biển mà, thôi thì ở nhà lêu lỏng làm gì, đi theo ghe biển với người ta. Khi mà lên tàu đi ra biển với người ta rồi, tàu nó chạy ra xa bờ rồi đó, thì anh Tài mới có những cái biểu hiện rất là lạ. Nghe mấy cái người ngư phủ ngoại người ta kể lại, sau khi mà mang ảnh về nhà rồi đó, người ta mới nói ra tới một biển rồi, đêm nào nó cũng kể là nó thấy một cái bà đàn bà ngồi trên cái mũi tàu á, ngồi đó mà mặc cái bộ đồ trắng nha, cứ kêu nó ra ngoài gì nè, Tài Tài, mày về nhà Tài, mày vô nhà mày đi, nhỏ con gái mày nó chết đuối rồi Tài, về cứu nó đi Tài, cứ kêu hoài. Mà anh Tài nó kể với người ta, cứ hễ mỗi lần mà nó nghe bả kêu á là nó chỉ muốn phóng xuống biển thôi. Cho nên mới ra ngoài biển được có mấy ngày à, nó cứ đòi phóng xuống biển hoài, kìm lại đâu có được đâu. Không lẽ người ta không bắt cá, người ta giữ nó hoài, chết thục mấy lần rồi đó, đòi nhào đầu xuống biển không à. Mà nhảy xuống đó đó, khả năng chết cao dữ lắm, tuốt ngoài biển xa bờ mà. Lần nào cũng vậy, giữ lại là buông tao ra, buông tao ra, tao nhảy xuống tao cứu con tao, đòi cứu con tao ở dưới, mà có con nhỏ nào dưới đâu mà cứu. Thôi thì thấy thằng này không ổn rồi, mấy canh ngư phủ ở trển á, người ta quyết định lấy dây trói nó lại đi, rồi tới chừng nào mà vô bờ thì trả nó về, không có cho lên đây đi làm nữa. Người ta cũng trói lại một góc, cho ăn cho uống như bình thường vậy thôi hà. Rồi người ta cũng quay lại công chuyện của người ta, người ta cũng bắt cá, cũng gỡ cá rồi này rồi kia, chứ đâu có ở đó mà coi chừng ảnh hoài. Cho tới cái bữa đó, mọi người cũng đang lay quay bắt cá vậy nè, bỏ ảnh ngồi đó mà đã trói lại rồi nha. Không biết bằng cách nào á, vuột cái cọng dây ra rồi nhào ra ngoài biển. Lúc mà nhào ra ngoài là la làng dữ lắm luôn, phóng xuống biển cái âm gì nè. Vừa phóng xuống thì mấy cái anh trên ghe này nè, người ta cũng phóng xuống cứu ảnh luôn, cũng cứu được, cũng ngôi cái đầu được lên luôn nha. Nhưng khi mà cố gắng mang ảnh lên rồi á, ảnh tắt thở, ảnh chết liền, không có sống được, cũng không có sơ cứu gì được hết trơn á, cứng ngắc cứng đơ. Theo lẽ như người bình thường mới vừa phóng nhanh như vậy á, cứu lên là sống liền, chưa có chết được, tại vì mau lắm. Mấy anh này người ta dân đi biển à, người ta phóng xuống người ta cứu liền, vậy mà cứu không có được. Rồi thì người ta cũng bắt đầu ướp đá, đợi tới khi nào mà bắt xong hết trơn cái đợt này mới chuyển vô tới trong bờ. Khi mà đưa xác của anh Tài này về làm đám ma đó, thì cũng có bà con chòm xóm gia đình, rồi có thêm hai cái người bạn thân nhất của anh Tài này hồi lúc còn sống nữa. Một anh tên là Dĩnh,
Một anh tên là anh Tấn. Chết rồi cứ tưởng là xong, nhưng chưa có xong. Là tại vì sau khi anh Tài này anh chết khoảng thời gian đó, thì tới cái chết thứ hai là cái chết của cái anh Vĩnh. Năm đó đó, ở cái chỗ nhà của bạn á, thì người ta cũng bắt đầu xây cầu hết rồi, ít có đi đò qua sông này nọ dữ lắm luôn. Thì không biết làm sao, bữa tối hôm đó cái anh Vĩnh này anh đi nhậu về. Anh không có đi cầu, mà anh đi hướng xuống cái bến đò. Cái bến đò người ta đã ngưng hoạt động rồi. Anh xuống đó anh kiếm cái chỗ để mà anh đi tè xuống sông. Cũng có một số người ta thấy nữa. Người ta nói sao mà cái thằng này nó không đi cầu, mà nó đi xuống cái bến đó vắng tanh mà xuống làm gì trời. Người ta cứ tưởng đâu nó nhậu ở đáy với thôi hà. Nhưng cho tới nguyên một đêm luôn, ở nhà kiếm cùng hết mà không có thấy. Tưởng đâu thằng này nó nhậu rồi, rồi cái nó say á, nó ngủ bên nhà bạn của nó luôn. Tới sáng cũng không thấy về. Điện cho bên nhà bạn của không thấy nó ở đó. Người ta nói nó về từ hồi đêm qua rồi. Tới trưa người ta thấy cái xác của anh Vĩnh này nổi liều phiều ngay tại khúc sông đó luôn. Thì mới biết ra được hồi tối ảnh đi tiểu ở đó, rồi cái nhào đầu xuống sông này chết đó luôn. Bạn nói nghe, sau khi mà anh Vĩnh ảnh chết á, nguyên một cái xóm hầu như đêm nào người ta cũng thấy ảnh về hết trơn á. Nằm chiêm bao cũng thấy, người nhà cũng thấy luôn. Thấy là thấy cảnh tượng cái anh này nè, ảnh đang dạch ra ảnh tiểu xuống sông á, rồi ảnh nhào đầu xuống đó ảnh chết. Thấy luôn cái khúc mà ảnh nổi lên trên rồi người ta vớt ảnh luôn nữa. Cái lúc mà anh Vĩnh này ảnh chết á, là chưa qua được 49 ngày của anh Tài nữa. Thấy ghê chưa? Giờ trong nhóm ba thằng bạn thân nhất, chỉ còn sống một người thôi. Chính là cái anh tên là Tấn đó. Làm đám ma cho anh Vĩnh xong á là buồn dữ lắm luôn. Chết hết hai thằng rồi. Cho tới khoảng vài tuần sau á, thì cũng đã tới cái ngày 49 của anh Tài này. Cái anh mà chết đầu tiên đó, là cái anh mở hàng nhà của bạn đó. Chỉ còn có anh Tấn thôi. Thì anh Tấn qua bên nhà của cái anh Tài nè, để mà phụ tiếp gia đình người ta, làm cái đám 49 ngày cho bạn của mình. Đãi buổi sáng này nọ, tụng kinh xong ha, tới chiều tối thì khách khứa người ta cũng về rồi. Chỉ còn những người trong gia đình của cái anh Tài này thôi hà. Anh Tấn anh chưa có chịu về nữa. Anh chỉ ngồi ngay tại bàn thờ phía trước nhà, ngồi hoài luôn. Ngồi mà cứ ngắm nhìn lên cái bàn thờ của ông bạn mình vậy nè, rồi khóc. Thì đó, ở trong nhà cứ tưởng đâu á, tụi nó là bạn thân với nhau. Bây giờ Tài chết rồi, Tấn nó buồn quá nó ngồi vậy thôi à, tôi kệ cho nó ngồi đi. Người nhà cũng rút ra nhà sau, ta làm công chuyện của người ta. Bỏ ảnh ngồi ở đó vậy đó. Rồi không biết làm sao, tối hù tối mịt rồi chưa chịu về nữa. Ở dưới nhà mới nghe, Tài Tài, tao theo mày Tài ơi, tao theo mày nè Tài, mày đợi tôi cái Tài. Cứ la làng ngoài nhà trước vậy đó. Thành ra là người nhà mới đổ ra nhà trước kiếm. Ra ngoài đó mới thấy là cái anh Tấn này nè, ảnh lấy hai cái cây đèn dầu đang thở trên cái bàn thờ của anh Tài á, ảnh chế cái dầu lửa vô người của ảnh, rồi ha ảnh đưa cái ngọn lửa vô nè cho nó cháy, giống như là ảnh tự thiêu tự đốt cái người của ảnh vậy đó. Ra tới đó thì người của ảnh nó cháy hết trơn luôn rồi. Ở trong nhà la làng dữ lắm, rồi bà con người ta cũng qua nữa. Người ta lấy ba cái xô nước á, người ta tạt vô người của ảnh vậy nè. Tạt một hồi thì cái lửa nó cũng tắt. Lửa tắt thì ảnh cũng tắt luôn. Không biết làm sao. Nếu như người bình thường, người ta chỉ bị thương ngoài da, có thể là bị phỏng đó, bị nặng luôn, nhưng mà đâu có tới nỗi chết đâu. Vậy mà khi dập lửa xong là anh cũng tắt thở, anh chết. Nằm chết ngay tại nhà của anh Tài luôn mới ghê. Mọi chuyện dồn dập quá trời rồi, không biết sao hết. Thì công an người ta cũng xuống nha. Người ta nói do này là tự làm thôi, đâu có ai làm, đâu có án mạng gì đâu. Cũng mang nhà làm đám ma. Ba thằng bạn giờ chết hết rồi. Quay trở về cái nhà của anh Tài này. Cái bữa hôm đó, xong mọi chuyện hết rồi thì vợ của ảnh mới dọn dẹp bàn thờ. Lúc mà lau dọn cái bàn thờ vong đó, mới thấy trên đó có một cái tờ giấy. Cái tờ giấy này có ghi tên người viết ra tờ giấy, chính là cái anh Tấn. Cái anh mà mới chết trong nhà mình mấy bữa nay đó. Anh Tấn có kể lại đầu đuôi sự việc là như vậy nè. Do ba thằng chơi chung với nhau, hồi lúc mà nhậu, cái ngày đầu tiên nhậu mà chơi làm anh em với nhau đó, có thề với nhau câu là tuy ba đứa mình không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng hứa là sẽ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Tới lúc mà Tài nó chết, Tài về nó rủ Vĩnh đi theo nó luôn. Nó nhấn đầu Vĩnh xuống nước, là nó lôi Vĩnh xuống đó. Rồi Vĩnh nó cũng chết. Khi mà Vĩnh chết xong rồi, tôi cũng biết thế nào cũng tới tôi à. Tại vì tôi là cái người lập ra cái lời thề đó mà. Tôi biết trước, rồi tôi đâu có thoát kịp đâu. Đêm nay nè, tôi sẽ chết ngay tại nhà của ông Tài luôn, để ba đứa tôi được chết chung một ngày, một tháng, một năm. Bởi vì bữa hôm nay tôi ghi ra cái tờ giấy này, để cho ai đọc được á, cũng biết được cái nguyên nhân tại sao mà tôi Dương Vĩnh chết theo ông Tài. Đọc xong cái tờ giấy đó rồi á, ai cũng lắc đầu hết.
Người ta nói chỉ có trên phim thôi, chứ đâu có nghĩ một ngày ngoài đời thật, ở trong nhà của mình lại có một cái chuyện vậy đâu. Câu thề này hầu như là ai cũng đã từng thề hết trơn á, nhưng đâu có nghĩ cái quy lực của nó mạnh tới mức độ vậy đâu. Và nghe tới đây thì câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta cũng đã kết thúc. Trước khi kết thúc câu chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi những tập truyện thật hay tiếp theo nha mọi người. Duy xin chào tạm biệt mọi người.